we sail a little bit high. Trong thời gian mà em đi bán vé quý vị nha, em có đánh rơi là một cái lông mi, quý vị có thấy ở đâu thì nhặt lại giùm em quý vị nha. Không mất mẹ hả ta? Còn dính ở đâu rồi cái lông mi này mua bên Dubai 750 mà. Dạ quý vị đừng có đạp nó nhau gì nha. Lục tức gì nha. Giờ như đọc nhắn lông nha nó ơi. Không, thấy ra bà gửi lông mi ra thì bà đẹp hơn. Để vậy, em đứng ở đây em nhìn xuống sao kỳ vậy, giống cái đồ gác điện thoại quá nè. Mới tuần trước mày cũng vậy thôi đó. Trời ơi, bây giờ người ta có, người ta muốn nói, sao ta nói, trời ơi. Nói nè boss. Vậy là coi chừng bà lấy cái lông mi đó. Sao biết boss dạ kìa, nhìn bà không lòi miếng tóp luôn. Đó, quý vị ơi, bà đó. Quý vị đã đầy đủ mấy cái tay nhìn bắn qua cái lông mi dạ. Tổ số đi bê ra nhìn hoài. Ô tô ơi, em ngay đôi câu người em nhớ môi tân nhau.
Lô xá là nhãn hàng kem đánh răng á. Em nó nói chuyện cho tưởng con đang ở Đà Lạt, cái lạnh quá. Sắp số rồi. Em sắp ở Bắc Bực rồi. Thôi là số đi. Để khán giả tặng, khán giả đi về. Rồi rồi rồi, hát nóng rồi nè, vô vô. Trời ơi, con này con ngựa đúng nghĩa ngựa ngựa nè. Này. Tụi bay nhạc ra để cho thánh đường này của nó đứng đây. Ê ê ê ê ê. Này ngựa ốm kêu da lạnh. Sao nãy giờ mày bán bánh chưng, bánh bao hoài vậy? Tao nói thiệt, con mua cái hoa thì nguyên hình rồi. Bây giờ tôi phải móc ra cho mọi người xem. Mọi người kinh khủng. Con nít che mắt lại, con nít che mắt lại. Con nít che mắt lại. Người lớn coi thôi. Trời ơi, cái gì diễn trọng, cái kêu nó chết gì ơi. Cái nhỏ nhe, nó nhe. Cái bụng nó chua quá. Trời ơi! Em vô đi em. Được. Cái áo mượn của em không được. Che lại, che lại bánh mặt tôm đó. Che lại mấy đứa con nít tối nay ngủ được đó. Cái gì vậy? Rồi rồi, chẳng có ba. Diễn với dâu. Cái gì? Lạnh nữa. Giò xối gì đó. Trời ơi, gì vậy? Cô gì đây? Điều số 47 về điểm chú qua đúng người đọc giải. Đề nghị đường dẫn số 1 để dán cái kiểm tra này trên cờ bên trên. Rồi, 47. 47 về điểm kia qua có 1, 57. 57 có 2, 25. 25 có 3. Dàn số 13. 13. 13. Có 13, 25, 47 và 57 hợp lệ. Chúng em xin phép được trao tặng phần quà ra ngoài. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều, chúc mừng chị. Và chúng ta gặp với trong đoạn tiếp theo. Vẫn ưu như kỹ không hề thay đổi là 10.000 đồng một vé. Cô chú chị nào mà chưa có vé cứ giơ tay lên. Chúng em đều đọc thông tin tới tận nơi nha. Còn bây giờ chúng ta giao lưu gặp gỡ người đẹp Tâm Thảo. How far can we get? If
we sailed.